Chúng mình sẽ cùng bắt đầu với phần đầu tiên là phần phát triển câu chuyện để kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian nhé. Để kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian, đấy là cách mà ta sẽ kể các sự việc liên tiếp nhau. Hành động nào xảy ra trước, ta kể trước. Hành động nào xảy ra sau, ta kể sau, cho đến khi hết câu chuyện. Tiến trình thời gian này cứ theo mạch như vậy để đến hết câu chuyện. Tất nhiên, trong phần này ta nên có những từ chuyển tiếp, đó thường là những cụm từ chỉ thời gian. Chúng mình cùng theo dõi ví dụ này. Cô lấy ví dụ về câu chuyện mà không lạ với các con đã được học ở lớp 3, đó là câu chuyện Nhà bác học và bà cụ. Câu chuyện này có các chuỗi sự việc như sau. Sự việc thứ nhất, nhà bác học Edison gặp một bà cụ khi bà đang trên đường đi xem sáng chế của nhà bác học. Sự việc thứ hai, thấy bà cụ ngồi một mình bên vệ đường, nhà bác học đã hỏi thăm bà. Qua câu chuyện về bà cụ đã phải đi bộ 3 cây số vì không thể đi xe ngựa, mà nhà bác học đã lóe ra một ý tưởng là sáng chế một chiếc xe chạy bằng dòng điện thật êm ái. Sự việc thứ ba, từ sau ngày gặp bà cụ trên phố về, Edison đã miệt mài sáng tạo và không lâu sau đó, chiếc xe chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới đã ra đời. Sự việc thứ tư, nhà bác học đã mời bà cụ dạo trước cho ông ý tưởng sáng chế, đi chuyến xe đầu tiên.